Hội Kinh doanh ga toàn quốc vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội Kinh doanh ga toàn quốc được thành lập tháng 7 năm 2017 với tiêu chí vững bước phát triển, vươn tới thành công, với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích, một nơi để các hội viên ngành ga có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế. Thời gian qua, hội đã kết nạp được gần 800 thành viên là những cá nhân, tổ chức kinh doanh ga, bếp và các mặt hàng liên quan từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan rộng, nhiều tỉnh thành trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với những biến động của thị trường về giá ga, hoạt động của hội gặp khó khăn trong triển khai kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các thành viên, hội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tuyên truyền đến các hội viên không tự ý tăng giá ga, phải bám sát thị trường nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cương quyết không bán hàng cho các nhà phân phối có hành vi gian lận thương mại. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực làm công tác an sinh xã hội, gửi tặng hàng nghìn bếp ga và các sản phẩm liên quan đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hội Buôn Bán Ga Việt thành lập dựa trên cái tình cảm tất cả anh em trong hội và cái sự gắn kết giữa tất cả anh em trong cả nước, mong muốn kết hợp tất cả anh em bán ga trên cả nước Việt Nam để làm sao anh em cùng chung tay, chúng ta cùng phát triển kinh tế, chúng ta cùng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước để làm sao mà người nghèo sẽ giảm đi và chúng ta sẽ càng ngày càng phồn thịnh, đất nước Việt Nam càng ngày càng phát triển. Tại hội nghị, hội cũng đã thông qua nhiều nội dung trong phương án hoạt động năm 2022. Theo đó, hội sẽ tiếp tục kết nối các thành viên, các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt chú trọng kết nối nhà sản xuất, nhà bán lẻ, người tiêu dùng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị tốt nhất để vượt qua khó khăn, thách thức trong tình hình mới.